cựu giảng viên FIFA làm trợ lý cho ông Chusi tại đội tuyển Việt Nam. Ông Hetsuishi sinh năm 1955, là giảng viên FIFA từ 2005 cho đến nay sẽ đóng vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Philip Chusi tại đội tuyển Việt Nam. Chia tay với trợ lý Christopher Gemmell sau khi kết thúc SEA Games 32, huấn luyện viên Philip Chusi đã đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ sung thêm một cộng sự mới để hỗ trợ ông trong công tác huấn luyện. Người được huấn luyện viên Philip Chusi đề xuất và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận là ông Hetsuishi, quốc tịch Tunisia. Ông Hetsuishi sinh năm 1955, là giảng viên của FIFA từ 2005 cho đến nay. Ông từng đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Mông Cổ giai đoạn 2019-2021, giám đốc kỹ thuật Học viện bóng đá An Shabab của UAE từ 2016-2017, giám đốc kỹ thuật kiêm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Al Wahda của UAE từ 2008 đến 2011, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Negeri Sembilan, Malaysia và Busai, Bahrain giai đoạn 2005-2006. Đáng chú ý, ông Hetsuishi cũng từng là cộng sự trong BHL của huấn luyện viên Philip Chusi trong thời gian chiến lược người Pháp làm việc tại câu lạc bộ Hangzhou Vinton, Trung Quốc, năm 2015. Tại câu lạc bộ Sfaxin, Trung Quốc, năm 2014 và tại đội tuyển quốc gia Qatar năm 2003-2004. Ông Chusi tái hợp với cộng sự cũ. Ông Hetsuishi sẽ trải qua giai đoạn 3 tháng thử việc ở vị trí trợ lý về chuyên môn cho huấn luyện viên Philip Chusi tại đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trợ lý số 1 và cũng là cánh tay phải đắc lực cho huấn luyện viên Philip Chusi hiện nay là ông Muley Lassen Ajegoga Wallen, quốc tịch Morocco. Các trợ lý chuyên môn người Việt Nam sát cánh cùng huấn luyện viên Chusi tại đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc như Nguyễn Việt Thắng, Trương Đình Luật, Mai Xuân Hợp, Ngô Tuấn Vinh. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chusi cũng có sự hỗ trợ đến từ chuyên gia thể lực người Pháp Cedric Roger, người đã có đóng góp quan trọng trong hành trình tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như trong thời gian trước đây của đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Liên quan đến hoạt động của hai đội tuyển, trong ngày hôm nay huấn luyện viên Chusi đã trả các cầu thủ thuộc đợt tập trung vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam về câu lạc bộ và chỉ giữ lại 7 cầu thủ cho đợt tập trung tiếp theo. Các cầu thủ được giữ lại gồm thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày mai ngày 29 tháng 8, nhóm cầu thủ U23 trong bảng danh sách mới được công bố sẽ hội quân tập luyện cùng đội.